liên quan đến vụ chủ tài khoản Facebook Võ Quốc xúc phạm báo chí. Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Đình Quốc với số tiền 7,5 triệu đồng. Theo Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng, Sở đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc về nội dung xúc phạm báo chí trên mạng xã hội. Qua làm việc, ông Võ Đình Quốc đã nhận trách nhiệm đối với bài viết trên trang Facebook Võ Quốc có nội dung xúc phạm báo chí. Ông Võ Đình Quốc cũng cam kết sẽ công khai xin lỗi trên Facebook. Trước đó, ngày 21 tháng 9, tài khoản Facebook Võ Quốc, được cho là của đầu bếp Võ Quốc, đăng nội dung với những lời chửi bới thiếu văn hóa đối với nhà báo nói chung. Nội dung trên nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh,